vậy không từ từ để em tua lại khúc này cái mặt anh đẹp nè, cái góc mặt anh đẹp nè. Rồi cái góc này em đẹp hơn cái khúc này đi. Là chương trình ẩm thực thì mình do đồ ăn đi, mình cứ nhìn vô cái mặt mình không nhỉ? Nhưng mà cái khúc này em ăn ngon, anh thấy không? Anh thấy mấy bạn comment không? Mấy bạn bình luận nè. Trời ơi, nhìn lại món ăn anh thấy thèm quá, ước gì anh quay lại đói một lần nữa rồi anh được thưởng thức. Thơm á. Nè, em cho anh coi nè, ở dưới này nè, đó, anh thấy không? Thấy. Mấy bạn comment nè, rất là nhiều luôn, mấy bạn rất là thích món ăn. Toàn ăn là những bình luận rất là vui nè, tích cực nè. Khen anh đó kìa. Comment này chắc anh tự comment phải không? Anh tự comment phải không? Em nghĩ là anh sẽ làm một cái nick ảo nào đó rồi tự comment, tự khen mình đó hả? Biết đâu, nhiều khi vậy không? Có đâu, khán giả nhiều. Ôi không, có thiệt, có hình nha. Có hình avatar nè. Có người khen anh, cũi có người muốn gặp anh ngoài đời nữa kìa. Chắc là thôi đi, đừng gặp. Sợ cái gì? Sợ mà mỗi lần quay với anh toàn cười với vui vẻ không mà ăn lúc nào cũng ngon miệng được khen không mà sợ gì mà sợ. Bây giờ mọi người khen á là chủ đề cơm nhà Việt Nam của mình tích cực quá hay là mình làm tiếp đi anh? Được, sẵn sàng thôi. Bởi vì ẩm thực Việt Nam chúng ta rất là đa dạng phong phú, rất là nhiều sự lựa chọn, nhiều món ngon mà từng vùng miền lại mang những nét đặc trưng riêng. Làm sao mình dừng lại với chủ đề rất hấp dẫn này được? Đúng rồi. Sẵn tiện bữa nay đang có mặt tại khu vực nhà hàng có cách bài trí rất là thôn quê luôn. Hôm nay mình lên món luôn đẹp, ăn luôn đi, anh đói quá. Ăn hai người thôi hả? À, quên ha. Bà đã bơ có rồi, charulu có rồi, khách mời vẫn chưa có. Anh có mời rồi, đẹp anh chủ động mời. Đẹp trai, đang thần nghiêm. Được. Nhưng mà anh hơi đặc biệt chỗ là không. Anh hơi đặc biệt chỗ là không có mời bình thường anh xuất hiện được. Mình đang ngồi trong cái bối cảnh rất là miền Tây, nên phải hát một bài về miền Đông Nam Bộ hay miền Tây Nam Bộ hoặc là về đồng bằng sông Cửu Long á thì ảnh xuất hiện. Chà, nghe có vẻ khó tính dữ ha. Khó, ảnh máu văn nghệ mà. Em hát đi. Em không có thuộc. Không thuộc hả? Mẹ em sợ em hát là ảnh đi về luôn á. Là ảnh đi về luôn á. Vậy hồi anh hát nha. Anh hát đi. Nhắn ai đi về vùng đất phương Nam, trời xanh mây trắng bên dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm, mênh mông rừng tràm, bát ngát dừa xanh ai à, từng chặng đường đông đưa cho người thương còn nhớ nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm kim mở đất, cho ta thêm yêu bài im xa. Thưa quý vị, như vậy là cả nhà chú em đã có mặt đầy đủ để chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay khách mời đặc biệt chính là nghệ sĩ diễn viên Lê Vũ Đa. Vâng, lời nói đầu tiên cho Lê Vũ Đa xin gửi lời chào đến với anh Hoàng nè, rồi chào đến Lu nè và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Lê Lê. Em có nhiều kỷ niệm hay là từng thưởng thức qua những món ngon tại miền Tây chưa? Dạ có, em đi miền Tây rất là nhiều. Em đi Cà Mau, Cần Thơ, là Châu Đốc, Thốt Nốt. Rồi đặc biệt là Cà Mau nha. Cà Mau em thích như cái món là bánh tầm bì là món thứ nhất ha. Biết bánh tầm bì không? Biết tầm đó, bì. Món thứ hai là món cua. Cua Cà Mau. Cua Cà Mau quá nổi tiếng. Hôm nay là những món mà mình thấy rất là quen thuộc, nhưng mà đến với nhà hàng này thì em tin là sẽ cho anh với lại anh Vũ Đa một trải nghiệm rất là thú vị ở đây luôn. Thú vị luôn hả? Món ăn đầu tiên là gì bé Lu? Món ăn đầu tiên sẽ là bánh khọt. Bánh khọt miền Tây nha. Đúng rồi, nhưng mà bánh khọt này đảm bảo anh ăn anh sẽ mê. Ghiền nha. Em phải ghiền nha. Lên món. Lên. Cảm ơn em. Trời ơi, bánh khọt. Wow, cảm ơn em.
quán mình nhân viên cũng đầu tư về trang phục quá ha, nhìn rất là đậm chất miền Tây, ấn tượng nha. Anh thấy bánh khọt anh ưng nha, tại vì sao? Con tôm nó bự quá em ơi, rất là to luôn quý vị. Wow, chất lượng nha. Anh nghe nói là tôm này là tôm thẻ loại 1 đó. Rồi, anh biết luôn á hả? Biết, nhìn là biết, căng mọng tròn to bự vậy nè. Ý bà khoan. Sao khoan? Thấy ở giữa đấy là một cái gì trắng. Em nghĩ đó là nước dừa đúng không em? Nước cốt dừa. Ừ. Cho tăng thêm phần béo ngậy. Ồ, mới cái đũa chạm vào cái miếng bánh khọt thôi mà thấy miếng bánh khọt nó giòn giòn rồi đó ha. Rồi, xin mời. Mời mọi người. Tráng sĩ à, dùng thử thôi. Trời ơi, ngồi từ xa thôi mà anh nghe được cái tiếng giòn nghe mà cái rợp luôn em ơi. Ôi béo quá. Đó, chấm mắm. Ăn bánh khọt anh quan trọng phần nước mắm lắm mà nghe. Nước mắm pha có dừa ăn hay không, dừa miệng hay không á, quan trọng lắm á. Ngọt là quan trọng nhất. Ừ, ngọt. Nếu như bánh khọt mà có ngon cỡ mấy mà nước mắm không ngon cũng vậy à. Nước mắm ngon. Dạ. Đậm đà, vừa đủ, không quá mặn, cũng không quá ngọt. Có đậu xanh đó anh? Có đậu xanh, đương nhiên rồi, bánh khọt có đậu xanh á. Dạ. Còn đậu xanh nó làm cho cái vị bánh nó dậy mùi hơn, dạ. Nó thơm, nó nồng nàn hơn. Cái phần nước cốt dừa tưởng là sẽ bị béo, bị ngán nhưng không nha. Nó làm cho mình cảm thấy vương vấn. Ngon quá. Thấy chưa? Thấy tôm loại 1 của anh chưa? Chất lượng, tươi rói, nhai vô miếng thịt luôn, trời ơi. Nó giòn, rất chắc thịt, giòn, không bị khô nha. Dạ, đúng rồi. Nói chung là hấp rất là tuyệt vời, đúng bài, đúng bản. Anh ơi, có nước nào? À, dạ, nước hả? Dạ, dạ. Ủa, nước này nước gì vậy em? Dạ, xăm với trà tắc. Xăm tắc? Với trà tắc. Này của em trà tắc đúng không? Cảm ơn. Em uống cái nào cũng được, cho anh lựa trước. Anh thích cái nào? Em thích cái này không? Anh thích cái này không? Em thích ăn đâu? Em thích ăn đâu? Em thích ăn đâu? Em uống đi. Chắc hả? Ngồi bàn riêng quá. Ngồi bàn riêng quá. Đúng rồi, anh qua bên kia rồi. Có gì ngồi không anh? Chỗ của người ta đang nói chuyện mà. Vậy luôn á. Không mấy lần em xây luôn. Thôi, ngon quá. Ê, tôm. Ngon. Nó không có bị bở nha. Ăn thịt nó giòn giòn, nó dai dai, ăn ok. Đó. Nhưng mà bây giờ em phải ăn rau vô. Phải có rau đồ này nọ vô cho nó đủ chất. Đúng rồi đó, ăn bánh khọt phải ăn với rau nha. Chứ ăn không á, nhiều lúc ăn không nhiều quá nó cũng sẽ bị ngán. Không mấy mình là cuốn giùm em được không? Được, anh cuốn giùm em luôn. Được, anh cuốn giùm em luôn. Trước tiên đây là gì, rau gì, biết rau gì không? Rau gì nè? Bẹ xanh. Nói giỏi quá. Rồi, tiếp theo rau gì? Rau này rau gì anh? Tía tô. Đúng rồi. Rau thơm đó, cuốn cho con gái ăn là phải tỉ mỉ. Đúng rồi. Gòn gà. Đó này cuốn rất đẹp đúng không quý vị khán giả? Đúng rồi. Em cuốn không? Em đây gửi tặng anh. Anh Hoàng ơi, quá là ngon luôn. Đẹp ha, cuốn như con sâu. Nhìn cuốn là thấy sành ăn rồi. Đẹp, xanh như con sâu, chắc nịt. Cắn miếng nghe rộp rộp ha. Sao nè? Lớp bởi giòn nha. Ăn chung với rau rất là dậy mùi. Khéo quá. Đó chứ em cũng cuốn cho anh Hoàng ăn. Thấy chưa, thấy chứ. Anh em tốt là phải vậy. Đó. Cái gì phải đồng đều với ông nhau. Ông anh không có khéo tay rồi. Đó. Cảm ơn. Hai anh, thử coi em cuốn ngon không? Ừ, đương nhiên ngon rồi. Ngon không em? Quá là ngon luôn. Ê, cái phần bột này nó dẻo dẻo, ăn thích quá. Có nhiều nơi pha bột không có chuẩn á, ăn bị sống, bị sượn, bị khô. Nhưng mà thật ra cái lớp vỏ giòn này là bởi vì là bếp có cho thêm soda vô bên trong nữa. Cho nên khi mà đánh lên xong mì chế biến á, thì cái lớp vỏ bên ngoài sẽ giòn rụm. Để thời gian hơi lâu một tí cũng không sao. Anh ăn mình sẽ nghe kiểu rung rớt. Rồi bây giờ là bàn mình ăn xong cái món khai vị rồi đúng không? Ẩn tiền về hả? Không có đâu. Không có, không hề. Mới có món đầu tiên mà anh. À quên. Mình còn nhiều món nữa. Món thứ hai là món gì? Món thứ hai sẽ là một mâm cơm gia đình luôn. Mâm cơm gia đình Việt nha. Việt luôn. Lên là mâm em ơi. Lên. Ta da. Wow, rất là thơm và cực kỳ hoành tráng luôn. Đây. Mình ảnh rất là quen thuộc hen. Vậy mình ăn món gì trước nè ta? Đương nhiên rồi, mình sẽ trải nghiệm với món thịt kho trước. Thịt kho. Mình
mình thử nha. Mình thử thịt trước nè, thịt kho nè. Mình coi là gia vị như thế nào, ăn vừa miệng hay không. Ngồi từ xa thôi mà em đừng ngửi mùi thơm của món thịt kho này rồi. Thơm nha. Rất là thơm. Ô, thịt kho này giống như là có ba chỉ luôn nè, đúng không anh? Giống như có da nè, mỡ, có mỡ, đủ có hết. Thịt nữa, đủ hết luôn. Có tiêu ấm bụng, the the ha. Ngon quá. Ngon, trời. Ngon quá. Ngon, trời. Ngon nha. Chuẩn chuẩn. Cắn ra rồi bên trong nó nóng ra dần miếng thịt nó nóng 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 nóng. Ngon quá. Đúng rồi, ăn tổng hòa cả phần nạc, phần mỡ, phần da. Đó, cắn vô cái này nó xứng đáng thiệt. Với lại là hậu vị có cái sự ngọt của đường mía. Đường mía. Dạ, cho nên là ăn nó không có bị gắt. Mà đường mía, họ sẽ chế biến cái đường mía trước khi mà họ sên với thịt á, cho nên là anh thấy có cái màu rất là đẹp. Mọi người hay nói là thắng đường mía lên, thật ra là có được cái màu đặc trưng này. Khiến cho cái nước thịt kho nó ngon hơn. Ngon. Ngon quá, ngon quá. Cái món này rất là bắt cơm luôn á. Bắt cơm. Kiểu như là khi mà để một cái khi mà kho tiêu á thì đa phần á là cái độ mặn á nó sẽ rất là nhiều. Thì thường á ăn cơm á thì em sẽ rất là nhiều cơm, nhưng mà cái hương vị này á thì nó rất là vừa. Nhưng mà khiến cho em ăn kiểu cảm thấy nãy giờ không có ngừng được á. Không ngừng. Đúng rồi. Mà ngồi đây vừa ăn món thịt kho tiêu mà còn ngửi mùi mắm nữa chứ. Mắm. Mắm kho hấp dẫn quá. Bình thường là mọi người ăn bún mắm. Đúng rồi. Mà hôm nay ăn mắm với cơm thì mình ăn sao? Mình chan vô luôn hả? Rồi bên cạnh đó muốn ăn rau thì sao ta? Mình nhúng vô được. Em nghĩ là nhúng vô. Đúng hả? Nhúng cũng được, nhưng mà thôi để cho nó vài miếng đây đi. Mình phải nhúng sớm nha, nhúng mà là trễ lúc quá là nó nguội rồi á. Nhìn từ xa em thấy có tôm. Có tôm nè. Ừ. Nghĩa là cũng tôm loại 1 luôn chứ không có thể là loại 2 đâu. Ấy. Đây. Bắt được một khứa cá. Một khứa cá. Một khứa cá. Mà em thấy không, cá hú nè, phần nạc, phần mỡ, phần bụng và thậm chí là mỡ ở giữa bụng vẫn còn giữ nguyên. Đầu bếp rất khéo tay nha. Xắt miếng cá nó không bị nát, không bị vỡ gì hết. Mà bé Lu á, nhìn mỡ cái gì bé Lu ngại không? Cũng hơi hơi á. Hơi hơi hả? Đúng rồi. Anh nói thiệt nha, riêng với mỡ của cá hú em nên cũng tích cực ăn. Tại vì cái chất béo của nó rất là tốt cho hệ thần kinh. Phát huy tận dụng tối đa, em làm việc nhiều, em bận động não nhiều. Em phải ăn mỡ cá hú nhiều vô. Bên cạnh đó nó chứa đựng được rất nhiều hàm lượng omega 3 cực cao luôn. Dầu cá. Chính xác. Trí nhớ tốt là nhờ hay không là nhờ cái phần mỡ cá hú này nè. Bây giờ nè nè, xin mời khách mời ngày hôm nay ăn một miếng cá hú xem. Ăn cá hú. Nhận xét công tâm cho anh miếng cá hú coi. Cá hú nha. Đây. Nè, cá hú nha. Mời em nè. Cắn miếng cá. Ừ. Anh cảm nhận là cái thịt cá nó tan. Tan. Nó tan. Giống như là em chỉ cần lấy cái lưỡi của em đánh lên cái hốc miệng của em thôi. Không đúng ra mình ăn mình có cái công đoạn này mình đánh lên cái hốc miệng của em là nó tan rồi. Mình khỏi cần cắn luôn á anh Hoàng. Thật sự luôn. Mà thịt cá là em nghe là nó thơm thơm, nó ngọt ngọt nha. Thơm thơm. Nó không có bị mùi gì mà khó chịu. Đó, hay. Cái nhận xét đó của đúng mà. Đà rất là chính xác. Tại vì trước khi hồi nãy lên món á, anh có hỏi qua anh đầu bếp thì anh mới chia sẻ là cá hú tươi nếu như chúng ta đem vào chế biến liền là lập tức chắc chắn sẽ vẫn còn cái mùi tanh của cá hú, cái mùi tanh riêng biệt của cá hú. Ủa nhìn vậy khác cái tanh của cá gì cá khác. Vậy làm sao cho nó không bị tanh? Rất đơn giản, một bí quyết rửa với giấm. Ghê chưa? Là giấm nào cũng được hả anh? Giấm ăn đó. Giấm nuôi hay là giấm? Giấm nuôi mình đó. Giấm ăn bình thường đó. Thôi bây giờ là ba anh em mình mỗi người một con tôm lợn một. Đúng đúng. Đã. Sao cưng? Mùi cá làm sao nè? Hương vị làm sao nè? Đây là lần đầu tiên em tiết lộ nha. Sao? Lần đầu tiên em ăn mắm. Trời, vậy luôn hả? Em kỵ mắm thì sao? Không, tức là hồi trước á, em rất là thích mắm Việt Nam. Và ở Việt Nam thì em có thử qua một vài loại mắm rồi. Nhưng mà hồi trước á, là mang một cái tâm thế là mình không biết gì á. Cho nên là khi em ăn á, thì có một vài món mắm em ăn em hơi bị không quen lắm. Tại vì cái mùi nó nặng quá. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tức là mắm rất là đặc trưng luôn. Và về sau này thì khi mà tập ăn dần thì em có thể ăn được một số loại mắm. Thì thật sự luôn là đối với lại món mắm, lẩu mắm nói chung nè, mắm kho nè, thì em nhìn mọi người ăn em rất là kiểu mà nhìn mọi người ăn em thèm. Thích lắm luôn. Đúng rồi, thèm lắm luôn. Nhưng mà cái mùi vị đặc trưng đó
làm cho mình hơi bị kiểu ám ảnh, sợ, xong rồi ngại. Cho nên là nãy giờ anh thấy em sẽ hơi e dè một chút xíu. Nhưng mà rõ ràng là đúng thật là mắm nó đang ngon, rất ngon đúng không? Nó không hề có một mùi tanh hay là nó quá nặng mùi, nó mùi khó chịu. Tức là em thấy là mình nên cởi mở hơn về về khẩu vị, về về hương vị. Tức là khi mà mình chấp nhận được cái mùi vị đặc trưng đó và mình tiếp nhận đó, thì khi mà ăn đó, thì em lại thấy dễ chịu. Và đúng nghĩa là cái cá hú ở trong cái món này nó mềm tan và rất là dễ ăn. Và em chắc chắn một điều là em sẽ còn quay lại đây để em thưởng thức cái món mắm này nữa. Đó, ngày hôm nay là khẩu vị của em được nâng lên một tầm cao mới rồi đó. Không, nãy giờ là hai món là em rất là ưng luôn á. Giờ mình sẽ thử cái canh đi. Đây, để múc canh cho anh nha. Ồ, đã quá. Cá nhiều không em? Thôi để anh ăn. Không ăn hả? Có lát anh ăn. Anh đang thưởng thức cái món mắm, anh đang ghiền mắm. Đây, cá hú. Thích nhất là ăn cái miếng thịt này nè, bên phía trong nè. Ngậm miếng mỡ cho nó tan trong miệng nào. Có phía ngoài cũng một miếng mỡ rồi. Thôi đó. Cả bát vừa chín tới rồi à. Nó không có bị mềm mà cũng không có bị cứng quá. Giờ bị giòn giòn đúng không? Còn giòn. Lâu lắm rồi em mới được ăn lại canh chua. Mà nước canh như thế nào em? Em thấy cái phần nước canh rất là ngon nha. Hương vị chua ngọt đủ nè. Với lại là rất là thơm cái mùi tỏi phi ngay cái ban đầu á. Xong rồi thật ra là lâu lắm rồi em mới ăn lại canh chua. Lâu lắm rồi. Nhưng mà đúng thật là cái món canh chua là một trong những món mà khiến cho em cảm thấy tự hào khi mà giới thiệu với lại du khách nước ngoài. Em có những người bạn ở nước ngoài hay hỏi em là đến Việt Nam thì nên ăn gì? Tại vì Việt Nam có quá nhiều món. Thôi mà em cũng có chỉ cho mọi người một số món đặc trưng, nhưng mà canh chua, canh khoai mỡ thì nhất định phải thử. Đúng rồi, bản sắc Việt Nam mình nằm gói gọn ở trong đây luôn đó. Anh ơi, cái vị chua của cái canh này là theo em được biết là từ me đúng không? Me, đúng me. Chắc chắn phải có nước me rồi. Nhiều nơi sẽ dùng chả chanh nữa chanh. Nhưng mà me mới là đúng bài. Đúng vị ha. Dạ đúng rồi. Nhưng có một điểm hơi đáng tiếc. Nếu là anh nha, anh sẽ ráng cố gắng là sao đầu tư thêm cái dụng cụ bới cơm là cây đũa cả. Đũa cả luôn á hả? Ừ, hoặc là một cái dụng cụ bằng dừa. Một cái muỗng bằng dừa. Cái cảm giác cầm cái muỗng bằng dừa hoặc là cái cây đũa cả, mình lại nhớ những trận đòn ngày xưa hơn. Biết sao không em, sao tại sao em dừng đũa không? Ủa thôi ạ? Em chờ là một cái món gì đó nó ngọt ngọt, nó thanh thanh hơn mà không biết có không ta. Có không em? Có chứ. Được. Cái gì ngọt ngọt nè? Chè. Anh thích ăn chè không? Anh thích ăn chè. Lý, về miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long mà ăn chè, em thể tưởng tượng mình đang ngồi trên thuyền đi em. Đấy, lên chè. Lên. Chè đây. Chè. Giúp chè em sẽ cân bằng lại được cái khẩu vị ngày hôm nay. Dạ vâng. Mình có sương sa hột lựu với lại chè đậu xanh đánh. Vậy em chọn đi. Xanh đắng này. À, đậu xanh. Rồi, xanh vậy là hai ly này của tụi anh. Đây, sương sa hột lựu. Đẹp quá. Wow, đẹp quá ha. Cho nó mát da. 2, 3, rất là nhiều tầng, 4, nhiều lớp 5, luôn á. 6, 7 tầng. Ly của em 7 tầng. Ồ, 7 tầng luôn hả? Bên trong phần của mình cũng có đậu xanh đánh đó em. Wow. Ôi, ăn hết ly chè này chắc chắn là rất là mát trong người luôn á. Mát quá. Đậu xanh không có bị kiểu mà bị quá là nhuyễn nha. Vẫn còn cái phần mà hơi bột, hơi sát một tí. Ăn rất là thích. Ăn mà nó tan trong miệng luôn nè. Nhưng mà không có cái gì cứng cứng đen nha hết trơn trời. Nấu đá em nha được. Thiệt luôn á. Cho em một muỗng sương sa hột lựu thử coi. Em Đây. Ngon quá. Sao bữa nay thấy là những món ăn mà Cherulu mời hai anh em mình ăn thấy như thế nào? Thấy ngon.
nó bắt cái vị giác của em. Em ăn em nghiền em thích lắm, nhất là cái món đó, thịt kho tiêu. Thịt kho tiêu em thích món đó nhất á. Dạ thích món đó nhất. Dạ em thích cái gì mà nó có nó dai dai, nó giòn giòn, nó sờ sờ cắn vô ăn đã lắm, ăn với cơm em thích nhất món đó. Anh thì ấn tượng nhất là món đầu tiên, món bánh khọt, bởi vì lần đầu tiên anh thấy được món bánh khọt mà có con tôm loại một nó to đến như vậy, chất lượng đến như vậy, làm tăng giá trị của món ăn hơn. Em thì là một người không thể thiếu tinh bột cho nên là em rất thích cái mâm cơm Việt Nam đó, kiểu vừa có món mặn vừa có canh nữa, xong rồi thêm miếng chè nữa. Minh chứng của việc ngon miệng tại quán ăn này chính là lượng khách đang rất đông đúc hiện tại. Với khung giờ này chắc chắn là chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, người thân để có thể dùng những bữa cơm gia đình giống như vậy. Và thậm chí đây là một địa điểm rất là lý tưởng để mình mời những người bạn bè quốc tế. Và chúng tôi đã ghi chép địa chỉ này vào trong sổ tay ẩm thực. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với Quán Ăn Hạnh Phúc và chúc cho quý vị sẽ tìm được những niềm vui, những niềm hạnh phúc trong gian bếp và trên những bữa cơm gia đình. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi vào khung giờ rất là quen thuộc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa cảm ơn nhà hàng Cơm Quê Đường Bầu đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Và bây giờ Trang Lulu, Lê Vũ Đa và Đa Bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quán Ăn Hạnh Phúc của anh Hoàng làm chủ quán đấy.